Ragnarok là một chuỗi các sự kiện gồm trận chiến cuối cùng với cái chết của vô số vị thần, rất nhiều thảm họa thiên nhiên xảy ra và cuối cùng thế giới sẽ bị nhấn chìm trong nước. Còn sói thần Fenrir được cho là sẽ thoát khỏi nơi giam cầm và rắn thần Jormungand sẽ vùng dậy từ biển khơi. Con rồng của âm phủ sẽ sống dậy, bò lên mặt đất để đối mặt với các anh hùng quá cố của Valhalla, những người đã hạ xuống từ thiên đường để chiến đấu chống lại các con quái vật này. Người Viking tin rằng, trước khi Ragnarok xuất hiện, thế giới sẽ chứng kiến mùa đông diễn ra liên tiếp, với ít nhất 3 mùa đông nối đuôi nhau xuất hiện và hoàn toàn không có mùa hè. Tất cả các sinh vật trên thế giới sẽ biến mất, chiến tranh nổ ra khắp nơi, báo hiệu tận thế đã diễn ra. Các chiến binh Viking thời hiện đại đã bắt đầu chuẩn bị cho tận thế bằng cách tụ tập ở thị trấn York của Anh để ăn mừng lễ hội Jorvik. Tại đây họ ăn mặc như các chiến binh cổ và vung kiếm xả vờ đánh nhau. Đêm cuối của lễ hội diễn ra vào ngày 22 tháng 2 sẽ chứng kiến 300 chiến binh Viking đi xuyên qua thành phố trước khi các bộ tộc Viking khác nhau tham gia vào trận chiến cuối cùng. Và nếu chẳng có gì diễn ra trong hôm nay, Ragnarok sẽ thêm vào một danh sách dài hàng trăm sự kiện tận thế hụt, gồm ngày tận thế Maya diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, thời điểm nhiều người trước đó tin rằng trái đất sẽ bị tan tành do bị thiên thạch đâm trúng.